Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc báo trên kênh YouTube của tôi. Mở đầu chương trình đọc báo hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Gian nan nghề gió cá vớt trà của tác giả Minh Quốc Đại Dương, đăng trên báo Tây Ninh Online ngày 7 tháng 4, 2023. Hiện nay, có nhiều người trong hồ Dầu Tiếng mưu sinh bằng nghề gió cá, ủ và vớt trà để bắt cá. Trong số đó, có người từng sử dụng ngư cụ cắm để hành nghề, nhưng nay đã chuyển sang dùng ngư cụ đánh bắt thủy sản thân thiện với môi trường. Có tận mắt chứng kiến người làm nghề gió cá vớt trà mới thấu hiểu được sự vất vả hiểm nguy của những người mưu sinh giữa muôn trùng sóng nước. Giả từ ngư cụ cắm, ông Trần Thanh Nhạn, một ngư dân trong hồ Dầu Tiếng, sống thường trực trên căn chòi gió giữa vùng nước mênh mông. Ông Nhạn kể, trước đây ông sử dụng máy chích điện để bắt cá tại khu vực hồ Dầu Tiếng. Trong một lần đi chích cá, ông Nhạn bị sụp chân ở cái giếng dưới mặt nước dùng bán ngập giáp lòng hồ. Ông giật mình bóp luôn còi điều khiển máy chích, gây giật tức thời bất tỉnh. Rất may có người đi chích chung bẻ cong cây càng chích là móc lôi tay ông Nhạn ra khỏi còi điều khiển, vớt ông lên khỏi đó mới thoát chết. Ông Nhạn kể tiếp, một người bạn đồng nghiệp của ông không được may mắn và đã tử vong trong một lần đi chích cá cùng vợ. Khi đó, vợ của người này ngồi trên bờ chờ chồng xuống suối chích cá, chờ hoài không thấy chồng quay lại. Người vợ nhờ người đi tìm, trong đó có ông Nhạn, thì mới phát hiện người chồng đã chết dưới suối, hai tay vẫn còn ôm con cá lóc bông khá to, càng chích nằm ngay bên cạnh người chồng, máy chích đang trong tình trạng hoạt động do cò điều khiển dưới nhánh cây. Từ đó, ông Nhạn quyết tâm từ bỏ máy chích điện đến với nghề gió cá. Thật ra, nghề quay gió cũng có nguy hiểm. Khi gặp thời tiết sóng to gió lớn, nguy cơ bị lật gió úp ghe giữa dòng là chuyện thường hay xảy ra. Tuy nhiên, mối nguy này có thể đề phòng bằng cách luôn để áo phao, canh nhựa không đựng nước trên gió. Theo ông Nhạn, thì đây là cách bắt kiểu trời cho. Đặt khung lưới gió một chỗ chờ cá vô, phạm vi đánh bắt chỉ tại một điểm, không gây hủy diệt môi trường sinh thái như dùng ghe ủi, điện hay máy chích điện. Hành nghề trên đầu sóng ngọn gió là vậy, nhưng nguồn thu nhập từ gió lại thường bấp bênh khi đặng khi mất. Có khi thương lái không mua vì chê cá ngợp, thì ông Nhạn đành làm mắm để dự trữ, tiết kiệm chi phí mua thức ăn. Mặc dù cuộc sống và công việc khó khăn, nhưng ông Nhạn vẫn hài lòng với nghề đánh bắt cá theo cách mình đã chọn. Theo nhận định của ông Nhạn, những năm gần đây, cá ít vào gió do ghe ủi xiên thường xuyên hoạt động tại khu vực đặt gió. Cá bị điện giật, nếu không nằm trong lưới của ghe ủi thì cũng khó sống hoặc khó sinh sản về sau. Ngoài ra, tiếng nổ lớn của động cơ ghe ủi cũng làm cho cá hoảng sợ không vào gió. Bên cạnh đó, còn có các ghe cào hến xới tung lớp bùn đất dưới đá hồ gây lồi lõm, nước đục, mất cân bằng sinh thái thủy sinh. Cá ngày càng ít về khu vực đặt gió. Để dựng được cái gió như ông Nhạn đang sử dụng, cần phải có số vốn ban đầu. Thực tế, nhiều người vẫn chưa có điều kiện làm gió thì chọn nghề vớt trà thuê. Đây cũng là một nghề mưu sinh dựa vào hồ nước Dầu Tiếng nhưng không sử dụng ngư cụ cắm. Theo đó, trà là những nhánh cây được ngư dân thả xuống nước tại một điểm cố định để cá vào trú ngụ. Sau một khoảng thời gian, chủ đóng trà thuê người đến bao lưới xung quanh và lặn xuống nước vớt trà ra khỏi vùng bao của lưới để bắt cá. Người làm nghề vớt trà thuê phải có sức khỏe, kinh nghiệm lặn lâu, lặn sâu, đồng thời khi lặn miệng phải ngậm giữ ống hơi để thở. Nghề lặn vớt trà được xem là nghề nguy hiểm, thợ lặn xuống tới đáy hồ sâu từ 3 đến 5 mét, mò mẫm buộc từng cây trà thành bó vào dây cho người đứng trên ghe lôi lên, phải thu tóm dần đường dây chì của đáy lưới bao, để khi vớt hết trà thì đưa lưới lên ghe bắt cá. Thông thường, để vớt xong một đống trà phải mất khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ đồng hồ, tùy theo đống trà được đặt ở vị trí sâu hay cạn, thợ lặn nhiều hay ít. Qua từng đó thời gian trầm mình dưới nước, người thợ lặn khó tránh khỏi toàn thân bị lạnh run, kiệt sức, nguy cơ bị chuột rút là rất cao. Trong trường hợp máy bơm hơi, ống hơi, dây buộc lưới bao vào ghe hoặc cây sào gặp sự cố thì có thể đe dọa đến tính mạng của thợ lặn, nhất là khi ống hơi bị tắc mà quần áo của thợ lặn bị dướng trà, dướng lưới, dây buộc lưới bị tuột làm cho lưới chìm phủ xuống đáy cực kỳ nguy hiểm, vì thợ lặn có thể sẽ không kịp thoát ra khỏi lưới để trồi lên mặt nước. Anh Trần Văn Dương, một người vớt trà thuê trong hồ Dầu Tiếng cho biết.
làm nghề lặn vớt trà nguy hiểm, vất vả gần như cả ngày, nhưng tiền công nhận được cũng chỉ vài trăm ngàn đồng. Thế nhưng, những người vớt trà thuê luôn tươi cười đón nhận công việc này. Anh Tăng Văn Dồn, một người cùng nhóm lặn với anh Dương, tâm sự. Anh chọn nghề này vì đã quen với nghiệp sông nước. Hơn nữa, công việc không sử dụng ngư cụ cấm, vi phạm pháp luật. Vớt trà chỉ bắt cá trưởng thành, không bắt cá nhỏ, cá con. Bắt cá tại một điểm để trà, chứ không dùng ghe ủi điện hay máy chích điện tràn lan, gây tận diệt nguồn thủy sản, hủy hoại môi trường sinh thái thủy sinh.